các bạn nhé. Hôm nay anh em tôi lại tổ chức đi chơi đến thăm một cái thác. Và bây giờ đến giờ trưa rồi, anh em tôi ăn uống một tí. Trời đang mưa mưa. Nhanh trở về thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
Yeah.
nhiều quá. Đang là trường kéo đang là trường kéo đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.